Nguyên ơi, sao mấy ngày rồi giờ mới đi bán lại? Dạ, 4-5 ngày. Giờ đi bán lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chị bắt đầu đi ra bán lại nè mọi người. Hỏi lại nhá. Nay là mấy ngày ra bán rồi, không nay thì sao? Hả? Mấy ngày nghỉ về quê rồi, hôm nay mới qua lại bán rồi không nào? Thấy giống như là mới lần đầu tiên ra bán vậy đó. Như nếu mình nghỉ lâu á, thà là bán suốt á. Cái tiệm mình nghỉ mấy bữa cái ra bán giống như làm biến á. Mình nghỉ được mấy ngày á. Với lại về quê bị thiếu ngủ mà. Nên ngủ hơn đúng không? Thôi. Rồi hôm nay trở lại bán rồi thì Duyên bán bao nhiêu ký? Hôm nay 80 ký à. 80. Dạ. Tại em mới lên em cũng chưa có lấy cà, em bán cho mẹ, em phụ mẹ. Ngày mai thì em bán cho em. Tại vì em mới lên em chưa có đi lấy cà nữa. Vậy là tối nay đi lấy cà là 30 giờ. Tối nay đi lấy để mai em bán chứ. Ngày mai ngày trai thì đang bị lát mạng đó mọi người. Mai em bán sớm mà ngày trai mà nhầm ngay ngày chủ nhật thì cũng bán á. Cho nên là chắc cũng bán cũng tầm 100 ký. Ngày mai 100 ký thôi mày bán sớm đúng không? Bạn có bạn ra bạn đừng có nói nghe nhờ xin thật ơi. Nghe rõ là Duyên tính là kiếm một chỗ mặt bằng mới là vừa bán luôn hay là chỉ vừa ở vừa bán luôn. Tại ví dụ mình nếu mà mặt bằng ở đây thì cao lắm, kiểu như ở trong nhà trong hẻm cũng được, mình bán trong xóm. Như ví dụ bán có sầu riêng rồi nè, mình cũng để đằng trước đó mình bán nó cũng dễ. Ủa nếu mà mình vừa ở vừa bán luôn mình là Duyên tính kiếm khúc mặt tiền hay sao? Dạ, vừa ở vừa bán đó là Duyên tính kiếm ở khúc mặt tiền hay sao? Trời ơi, mặt tiền cao lắm anh ơi. Nếu mà mình muốn nói chung gần là... Gần lộ thôi đúng không? Gần lộ thôi. Còn như anh muốn ở đây hái mấy chục triệu sao muốn nổi. Giống như là đường số hả? Đường số là giao với đường hả? Đúng rồi. Duyên tham khảo thì dự tính là sẽ bán được quần nào chứ? Duyên tham khảo thì dự tính là sẽ bán được quần nào chứ? Ở quê về bán được quần nào? Em nhầm đây thôi chứ em không có đi xa. Tại nhỏ lớn ở đây quen rồi, đi xa sao được. Vậy là ở Nguyễn Duy Trinh hả? Em vẫn ở đây. Như cái nhà này đối diện đang cho thuê đó. Cho thuê nhà nguyên căn mà giờ gớ vô là mấy chục triệu á. Mấy chục đó hay mấy triệu á. Không dám đâu, mắc lắm. Em nghe nói cái mặt bằng này người ta thuê mấy chục triệu. Như tính là khoảng bao nhiêu thì mình thuê được này? Em thuê cái nhà nguyên căn chừng mấy triệu thôi. 3 triệu đổ lại. 3 triệu thì thôi. 3-4 triệu. Nếu mà 3 triệu thì phải vào hơi sâu bên trong. Ừ đúng rồi, nhà nói chung là không phải là mình muốn nhà bự. Nói chung gọi là cái nhà nguyên căn là cho giờ giấc nó thoải mái nè. Rồi này nọ thôi, cũng nói chung là cũng vừa thôi chứ không có phải bự quá. Tại vì nói chung chỉ có vợ chồng em với mẹ em ở thôi. Nếu mà mình vào trong như vậy á thì Duyên có sợ là bắt bạn lai á đi ngang qua khó mua không? Không, em vẫn bán chỗ này nè, nhưng mà ý là mình muốn cái nhà nguyên căn nó sẽ rộng rãi. Rồi mình bán được thêm mấy cái lặt vặt ở trong xóm nữa. À, giống như là tạp hoài mini đó hả? Ví dụ như là mẹ em không đi bán được ở nhà chào thì em để cho mẹ em bán tạp hóa rồi này nọ. À, vậy cũng được. Dạ. Cái món em đẻo em đổi là Gia Sexy. Cái nhà cũ là người ta chuẩn bị bán cho người khác hả? Dạ em nghe chủ nhà bảo vậy. Nó là chuyển nhà đó bạn. Một là bán, còn hai là đập ra xây nhà cho con của họ ở. Nhưng mà chủ nhà nói là khoảng bao nhiêu thì lấy lại không? Khoảng bao nhiêu? Ông nói 2-3 tháng nữa mà nay cũng tháng 2 tháng rồi cũng sắp rồi. Cái bấm chuông không báo. Trước của mình nữa. Đây không báo ạ. 2-3 tháng nữa. Rồi lại bây giờ này phải bận quá. Giờ phải đồng ý hay là cuối tháng 10 ạ? Mai em đổi là sexy. 8-9 rồi là mình phải đi rồi. Em hả? Em phụ chị em tới chiều là em đi luôn. Chiều nay đồ đi tìm luôn đúng không? Dạ. Chứ bắt đầu ngày mai em đi bán rồi em không có thời gian. Tại vì sáng thì em mới làm nước mắm, chiều đi bán đâu có thời gian đâu. Bởi vì tranh thủ nay được nghỉ bữa nữa tranh thủ đi. Trời Quyên, ai sát hành vậy? Rồi. Sát hành gì mà bự vô bà nội. Bởi vô bịch cà nhìn nó không có ngon. Cái bên ảnh mà. Rồi. Có sắt. Sắt cộng hành nè. Hành to quá ai. To quá nhìn nó không ngon. Ai sắt? Mập kìa. Sống mà. Ai sắt? Với ai sắt?
Ai nè. Mọi người xem có tỏ mà người vừa có cô ơi xíu nữa. Chị ơi, để 5 phút được không chị? Để em 5 phút là lẹ lắm. Vào tập trung đi đi. Dạ chị tới cho sát vô á. Chưa đâu, để chút đi. Để cà lên đi, để cà lên. Thôi để chút. Hồi nãy giờ. Để gán gì nữa. Đi tắt máy đi cho qua kia ngồi đợi đi. Ai biết lắm cà này nó mau mềm lắm. Trời ơi em chạy về dạy đây có mấy cái chỗ tập quá. Có thôi. Tại ngày gấp chứ bây giờ clip có thể là nó không thông báo kèm với em. Mới nhắn vào đúng chuông đâu. Thôi bọn cái chợ Tân Lập cũng gần ở đây. Rồi em thì bán đây là mình ở đó thì cũng xa quá. Nếu mà mướn được cái gần khu này thì sẽ gần tiện ha. Dạ. Còn chỗ cũ thì xa quá. Với lại nói chung hồi đó mình không được, giờ như giờ thì mình ở chỗ đó thôi, chỗ đó ở nói chung phức tạp lắm mà, với lại nó đúng rồi, nó không có được sạch sẽ. Giờ mình nói chung cũng buôn bán được thì mình có cơ hội mình kiếm cái chỗ nào nó an ninh hơn, gần gũi chỗ bán nó, đúng nó rồi. Tiện lại nữa, chỗ đó nó phức tạp anh thấy lắm. Chỗ đó mưa khi mà mưa dơ quá, đúng rồi, nó không có thoát nước được, mưa lớn quá là nó ngập vô nhà luôn, với lại vụ trộm này nọ đúng rồi không có kiểu tạp. Mà khu ở dưới đó toàn là nói chung là phức tạp lắm, mấy nói chung nghiện ngập rồi phức tạp. Duyên dạ nước của em đó. Đây có súng mà. Của em. Của em với súng muốn chung. Bị chửi hết trời luôn á, bị Hùng bị chửi hết trời luôn. Nó lúc nói phải suy nghĩ đúng không? Nói tầm bậy mà. Không ai chửi anh đâu. Hôm qua bị chửi hết trời luôn đó. Đây là quả cà đầu tiên sau mấy ngày nghỉ bạn đúng không? Dạ. Thấy lột lại nhìn thấy như thế nào cái tay? Nó nóng. Thấy nóng hả? Nó nóng lắm luôn á. Nó cũng mặt gió. Để một tí đây, chiều Nguyên qua đây à. Chiều like các thi cho em. Tối like đi, tối like các thi cho em coi. Chiều chị. Chiều đâu ai coi đâu, tối mới vui nha. Nghe rõ nè, thương coi thử. Ăn hành nhiều không chị? Tuấn, cà phê, tự của gì ở đây? Ai? Một bịch bà ơi. Có hành với chơi chín. Chín hành cho em ta. Trời ơi, má. Trời đất ơi. Ơi. Nè, tối mà chín gần 9 giờ sẽ like cho mọi người nha, các thi nha. Chín coi có bỏ số tiếp nào qua công trình ơi. Bên kia hiện tại nóng quá, đem qua cái quạt bị dạ bộ dân máy bị tắt. Để chút đi mọi người ơi, em lột phụ chút rồi em đưa trả lại cho thánh súng. Chào 75 người đang xem nha. Chào Tân Trần Tân nha. Mọi người
rẫy vậy đó. Cá này ngon nè. Yên ơi, về quê mấy ngày á mà không lột cài á, có khi nào ngủ mơ nên mình đem lột cài không chứ? Có. Tại quê có ngủ đâu mà, có ngủ được đâu. Chào Thảo trên nha. Rồi, em cảm ơn. Một bịch luôn á anh. Em không bịch cháo nha. Dạ. Có ăn một bịch cho nhiều quá hành, nhưng mà cái đầu cà em để luôn giùm anh được không? Là sao? Cái cuốn cà để luôn. Ờ, để luôn. À. Cái cuốn á, đừng có cắt ra. Sao vậy? Sao không cắt ra? Cắt ra. Nó tạm không? Ăn luôn cái lỗi luôn, nó bùi lắm. Ngon lắm. Mà nó không mềm sao? Nè anh điện thoại nè, anh đưa đưa em. Nhưng mà cái này nó cứng. Cái này em cứ để gì cho. Anh ăn gà sống không ạ? À dạ. Gà sống ăn được mà, gà sống ăn được hả? Gà sống ăn ngon lắm nha. Sống anh ăn chấm mắm rồi đó, anh ăn đó. Chuốt hả? Chế Tiên Sì Phố là người trên núi mới xuống nha mọi người. Lần đầu Chế Tiên Sì Phố mới biết cà ăn sống được. Ủa, Chế Tiên Sì Phố hả? Dạ. Chào Lê Lê Dung nha. Quảng cáo coi luôn, một giám đốc quảng cáo luôn. Cảm ơn em nha Trên Thị Nguyễn. Giờ 93 mình đặt chân đây nha. Dạ hôm nay nước mau lắm. Cái cây nè, nó đặt được nha. Cái cầu nó vô một lúc. Anh chọc cái chắc vô. Còn cái cây nó vô. Ủa cái này quay được chừng nào mới có? Đang trực tiếp á. Đang trực tiếp luôn anh. Chiều quay clip thì tối úp lên rồi, sáng mai cũng có. Còn cắt thi úp liền. Thi giờ quay chừng 5-10. Nè thôi Quyên qua lọt đi để nướng nha Quyên ơi. Có anh tắm tên nhà ra đó. Nướng kiểu này bán ngày nữa là nghỉ luôn á. Không có. Chứ gì mới hành nha. Vâng vâng. Dạ Thảo Dên tuấn cho phải thực hành làm sao. Phúc giữ con. Phúc giữ con nhưng còn khó khăn. Sao không tới quay tới con. Ờ sao sao cọp ta. Em ơi. Giúp em nhớ rõ rồi, quan trọng là vấn đề là tụi anh làm về ẩm thực, chứ không phải là những người khó khăn vô lắm. Rồi anh trả lời luôn là anh không có quay để ủng hộ nha. Đây là người BD á. Dạ đăng. Mọi người bắt chữ BD cũng ra nữa, đặt tên tại bóng ra. Dạ đăng. Chưa đổi tên tại đây. BB khó tìm cái tên lắm. Kiếm cái tên nào giờ tiếng Việt Nam á. Nhiều khi tới em vô em kiếm anh em coi khó kiếm mà. Em khổ kiếm anh cũng được. Dọn rồi. Lưu Duyên. Đây mọi người. Rồi anh đây bắt rồi. Đó. Đã này bự quá bỏ 2.5 thôi Nguyên. Cành hai trái bự quá bỏ 2.5. Bỏ 2.5 rồi. Hôm nay em đi chợ em nhặt gì mấy ký? Dạ. Đi chợ gì nhặt mấy ký? Này của mẹ em chưa đi chợ nữa. Ống điện chưa? Chị ở Phú Hữu hả ta? Ừ, dài quá.
chứ em quên. Dạ biết xong. Hôm qua em xuống á, tính giao nhưng mà em thấy sầu riêng không có được ngon. Hôm qua lúc mà sổ sầu riêng 40 ngàn một trái em thấy nó bị nứt hết rồi. Dạ. Tại vì tối em ít cầm điện thoại lắm. À đúng rồi, hôm qua xuống á, lúc mà em xuống có tụi anh có live stream á, sầu riêng lúc đó sổ 40 ngàn trái mà thấy sầu riêng nó bị nứt nhiều với lại trái nhỏ nó mới ngon. Xong sẽ là một mình, em tính mấy giờ em đi gì? Chiều em mới đi. Bốn một ngày mọi người. Damn.